Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc quạt năng lượng mặt trời, đó, chạy bằng cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế kia. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể lắp đặt và vận hành cái chiếc quạt này như thế nào. Hiện nay tình trạng thiếu điện rất là nhiều và rất là nhiều địa phương cũng như là nơi bị cắt điện, nên là cái thiết bị mà chạy bằng năng lượng mặt trời như thế này nó là một cái thiết bị rất là hữu ích trong cái cuộc sống hàng ngày đó. Thì điện năng lượng mặt trời cũng đã được ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống rồi. Chúng ta có thể sử dụng quạt hay là pin hay là bóng điện đó. Thì hôm nay sẽ là lắp đặt một cái thiết bị là chạy bằng quạt nhá. Có một cái tính năng rất hay của cái quạt năng lượng mặt trời này đó là khi các bạn sử dụng cái tấm năng lượng kia và chạy trực tiếp lên quạt thì nó sẽ đồng thời là nạp pin vào trong cái nạp điện vào trong cái cục pin dự trữ trong cái quạt đấy. Sau kể cả khi buổi tối các bạn không có năng lượng mặt trời nữa, không có ánh sáng mặt trời nữa thì cái quạt này nó sẽ hoạt động. Đó, đây là một cái tính năng rất là hay. Đó, thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái clip này để hướng dẫn các bạn cách lắp đặt. Thì chúng ta sẽ có các bộ phận như sau. Đầu tiên ở đây sẽ là một cái chân đế này. Đó, một cái trục đứng của thân quạt. Đó, đây là cái phần quạt chính. Đó, và bên này sẽ là một cái lồng cũng như là cái cánh quạt. Đấy. Và cái cuối cùng trong này nó sẽ là một cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế này. Đó. Đây chính là cái phần chính của chúng ta. Cái phần này thì nó sẽ bao gồm trục quạt cũng như là trong này nó sẽ có một cái cục pin. Đấy. Trong này nó sẽ có một cục pin dự trữ trong này nhá. Nghĩa là nó sẽ sạc điện vào trong này và trong cái thời gian sử dụng nó sẽ tích pin và không có ánh sáng mặt trời vẫn có thể sử dụng hoạt động được. Thì hiện nay có rất nhiều cái loại quạt trên thị trường. Có cái loại quạt điều khiển từ xa, một loại quạt mà nó sẽ có nhiều những cái nút đầu ra như thế này để các bạn phải cắm ra bóng điện nữa, hay là tùy các bạn sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Thì đây là một quạt phổ thông nhất, là các bạn sẽ có một cái đầu ra như thế này. Đấy, đây là cái đầu vào để các bạn cắm trực tiếp từ cái tấm năng lượng mặt trời kia vào đây. Nó chỉ khác cái quạt thông thường ở cái điểm này thôi, còn các cái tất cả các cấu tạo bộ phận khác đều giống hệt nhau. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác lắp. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái phần chân đế. Đây là phần chân đế, bên dưới được đúc đặt làm cái độ nặng. Đấy. Thì chúng ta sẽ đặt phần lên như thế này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái phần chân này, đây phần chân đế để cắm đây. Đó. Và sẽ có một cái chốt để cố định. Thì các bạn sẽ lấy cái phần chốt trong cái phần phụ kiện như thế này. Đây, ở đây mình sẽ có một cái chốt này và một cái long đen như thế này. Thì các bạn sẽ đặt nó vào như thế này. Đó. Và lật ngược phần chân quạt lên. Đó. Sau đó bạn đặt cái phần long đen vào đây. Đó. Và sử dụng cái chốt này để bạn cố định. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ ghép đôi và cố định cái phần chân đế cũng như phần trục quạt. Đó, rất là dễ thôi. Cái này chúng ta không cần phải dùng bất kỳ một cái bộ phận dụng cụ nào, hoàn toàn có thể làm tay không cũng được. Đấy, các bạn có thể vặn thật chặt nhá, cho nó không thể giảm nữa. Đó, rất là chặt rồi. Ok, như vậy là đã thực hiện thao tác xong cái phần chân đế. Đó. Tiếp đến thì mình sẽ thực hiện tiếp lắp cái phần thân trên. Phần thân trên này thì các bạn có thể đây, bạn nghe khóa này ra. Đó, và điều chỉnh độ cao của quạt. Đấy. Sau đó lại chốt ra. Đấy, khóa chốt lại như thế này. Đấy, các bạn vẫn chặt thì cho nó đứng được cố định nhé. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng cái phần thân quạt này. Đấy. Các bạn sẽ đặt cái phần này vào trong cái trụ. Đó, ok. Rồi. Cũng đồng thời như vậy các bạn sẽ cố định cho mình. Cố định thêm một cái phụ kiện nữa ở đây. Đấy. Đây sẽ là một cái phụ kiện và các bạn sẽ vặn cái chốt vào đây. Đấy. Để cố định lại. Các bạn chú ý cái phần lắp lỗ này nhá. Ở đây nó có một cái rãnh như này. Đấy. Thì các bạn sẽ cho mình cái viên ốc này vào trong cái rãnh này. Đó. Phải nhét cái ốc này vào trong cái rãnh. Đây. Bạn thấy chưa? Phải nhét được cái ốc này vào trong cái rãnh như thế này nhá. Đó, sau khi nhét vào cố định rồi thì các bạn mới có thể lắp vào được. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái phần thân quạt ấn vào. Đấy, ví dụ như vậy. Thì các bạn mới có thể vặn cái ốc này vào được. Đó, thì như vậy mới có thể cố định được nhá. Rồi, đấy, như vậy là các bạn đã cố định được. Đó, ok, đấy, chắc chắn rồi. Đấy. Ok, đấy, mình sẽ cho cái phần quạt này nâng xuống thấp một tí. Đó, các bạn có thể sử dụng cái tô vít để vặn cái này nó chặt hơn, hoặc là có thể để cố định như thế là được rồi. Đó, ok. Rồi. Tiếp đến thì mình sẽ lắp cái phần bên trên. Phần bên trên quạt này thì rất là dễ rồi. Đây, mình sẽ để gần hơn. Đó. Đây, phần bên trong nó sẽ là cái phần lồng nhỏ này. Và các bạn sẽ đặt cái phần lồng nhỏ này vào trong cho mình. Đấy, ví dụ như thế này. Đó. Ok.
Rồi, ở đây nó sẽ có hai cái chốt này, hai cái chốt hai bên. Thì đặt người gá vào hai cái thành nhá. Đấy, đặt gá vào hai cái thành như vậy thì mới được. Sau đó bạn sẽ vặn cái này để cố định lại. Nó chỉ lắp đặt những quạt thông thường thôi. Ok, như vậy là các bạn đã cố định được cái lồng trong này. Đó, rất chắc chắn rồi. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp bằng vào cánh. Mình sẽ lắp cái cánh này vào. Đây. Đó. Rồi, và vặn cái phần cố định cánh. Phần cố định cánh này thì vặn nó sẽ ngược chiều kim đồng hồ nhá. Vặn vào. Bạn xuôi chiều kim đồng hồ là bạn ra. Đấy, như vậy thì gen là gen là gen ngược. Thì như thế mấy cái trường tránh trường hợp là quạt nó không bị bung ra được. Đó, ok. Rồi, thế thì mình sẽ lắp cái phần mặt trước. Mặt trước thì nó sẽ có một cái logo như thế này. Đấy, và các bạn chỉ việc ấn nó vào thôi, vì nó sẽ có ba cái lẫy như thế này. Đây. Các bạn chỉ việc ấn cái chốt này vào trong cái lẫy đó là được. Rồi, như vậy đã xong phần cố định. Bây giờ các bạn sẽ lắp nốt cái phần lồng này vào. Phần này thì các bạn sẽ quay sao cho cái logo ở lên trên như thế này thì quạt nó sẽ đẹp hơn. Đó, các bạn sẽ để vào trong cái rãnh. Bên dưới nó có một cái rãnh nhé, các bạn sẽ nhét vào cái rãnh này trước. Sau đó ốp lại và lấy cái chốt các bên thân qua như thế này. Chốt nó vào. Đấy, bóp nó xuống là được. Tương tự với các phần bên cạnh. Rất là dễ thôi. Đó. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thiện lắp đặt xong một cái quạt. Đấy, chạy bằng năng lượng mặt trời như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái nguồn điện như thế này. Cái nguồn này ấy, thì nó sẽ có tác dụng là cắm điện trực tiếp khi mà nó không có mặt trời. Thì các bạn sẽ sử dụng cái nguồn điện này cắm trực tiếp. Đây, các bạn sẽ cắm cái phần đuôi như thế này. Đấy, cắm vào. Đó, như cắm sạc máy tính bình thường thôi. Đây, các bạn thể nhìn thấy nó sẽ có một cái bàn đèn báo màu xanh như thế này. Các đèn này chỉ số như sau. Đầu tiên là đèn xanh mà hình mặt trời, nghĩa là đang sạc. Đấy, đèn màu đỏ nghĩa là pin yếu. Và đèn màu xanh tròn bình thường thì nó sẽ là pin đầy. Đấy, ví dụ như này là đang pin đầy nhá. Đó, ok. Ví dụ bây giờ mình sẽ cắm trực tiếp vào nguồn điện để xem nó hiện chỉ số như thế nào. Ok, đấy, sau khi mình cắm vào nguồn điện thì nó sẽ hiện thị hình màu đỏ như thế này. Đây, các bạn thể thấy màu đỏ đang sạc nhá. Ok, đó. Và khi nào nó sạc đầy nó sẽ chuyển sang màu xanh. Đó, rồi. Tiếp đến thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác đó là cắm bằng năng lượng mặt trời. Ví dụ ở đây thì mình sẽ nói qua về cái tấm năng lượng mặt trời này. Các bạn có thể nhìn thấy cái tấm năng lượng mặt trời nhá. Nó sẽ có cấu tạo rất là đơn giản thôi. Nó chỉ là một số những tấm pin như thế này và nó cố định rồi. Và phần này mình sẽ không tháo ra được. Đấy, thì bạn sẽ để cố định như thế này. Chỉ có ở bên trong. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái dây nguồn như thế này rất là dài. Các bạn có thể để cái tấm năng lượng mặt trời này ra ngoài cửa sổ hay ngoài trời nắng. Sau đó dòng cái dây điện này cắm trực tiếp vào cái quạt. Đấy. Ở đây nó sẽ có một cái nút để mở ra, các bạn chạm vào, đẩy xuống như thế này. Đấy. Để mở cái nắp ra và các bạn sẽ nhìn thấy. Đây là cái cấu tạo bên trong. Thì nó sẽ có một cực âm và một cực dương đấu ra cái nguồn màu dây màu đen và dây màu đỏ như thế này. Đấy. Thì các bạn nếu mà dây nó hỏng hay các bạn có thể muốn đấu ra cái bộ phận khác, dây khác các bạn có thể đấu được. Các bạn cắm trực tiếp điện vào đây. Đấu ra ổ cắm cũng được, nhưng mà cái nguồn này thì nó tương đối là nhỏ. Đấy, các bạn phải để ý này. Đây. Đây là cái thông số của nó. Đây, thông số của nó nhé. 9V, 1.33A, 1.4A, 12W. Thì đấy là cái thông số của cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Thì chỉ có những thiết bị nào mà phù hợp được với cái thông số này mới có thể chạy hoạt động được thôi. Đấy, thì các bạn có thể xét trước khi các bạn đấu ra một cái thiết bị khác. Rồi, còn đây là mặc định nó đã cắm cho cái quạt này rồi. Thì các bạn chỉ việc đậy vào như thế này. Đây, các bạn lại đậy nắp lại. Đó, sau đó các bạn sẽ để cái tấm năng lượng mặt trời này ra một chỗ có ánh nắng, có ánh sáng là được. Rồi, và chúng ta sẽ dòng dây ra và cắm lên cái quạt. Đây, mình sẽ cắm lên cái quạt như thế này. Đó, như vậy là bạn đã thực hiện hoàn thành xong cái thao tác là lắp đặt vị trí cho cái quạt này. Và bây giờ các bạn thể bật. Đây, đó, rất là mát. Đây là nấc 1 nhé,
mình cảm giác cái quạt này chạy rất là êm và mát nhá. Màu trắng thì cũng tương đối là sang trọng. Tuy nhiên thì theo mình đánh giá cái quạt này thì nó sẽ không được chắc chắn cũng như là không được cứng cáp lắm. Nó sẽ chỉ gọi là cái quá trình của chúng ta sử dụng là tiết kiệm điện cũng như là sử dụng để phòng bị khi mất điện thôi. Đó. Tuy nhiên thì nó sẽ được tích điện khoảng 9 tiếng theo nhà cung cấp đưa ra. Thì đây cũng sẽ là một cái liệu pháp mà các bạn có thể đầu tư và sử dụng lâu dài, tránh cái trường hợp là tiết kiệm điện cũng như là không cần phải sử dụng điện trong quá trình các bạn dùng hàng ngày. Đó. Ok, trên đây là cái thao tác nhanh của mình về cách lắp đặt và sử dụng cái quạt tiết điện năng lượng mặt trời. Các bạn có thể vào trong playlist mình tham khảo thêm các video hướng dẫn khác nhá. Đây là tổng thể của chiếc quạt này, các bạn có thể xem. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn.